Xin chào cả nhà, món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày. Bữa nay ớn cơm thèm cháo rồi cả nhà ơi. Mình nuôi gà nó cũng có lợi đúng không cả nhà, thèm thèm cái bắt một con vô nấu cháo. Chúng cái con này nó gần đẻ rồi cả nhà, trứng quá trời trứng luôn nè. Trứng nè. Con này chắc cũng cỡ tuần nữa đẻ cả nhà nè, trứng quá trời luôn. Ưởng cơm thèm chảo, ưởng cơm thèm cháo. Hôm nay mình bắt một con, mình nấu cháo, mình rang gạo, mình nấu ngon cả nhà. Rồi còn con này, còn cái đó là cái trứng với lại cái gan với cái mề mình nấu cháo cả nhà. Còn con này là mình ướp chuẩn bị mình nướng vô cái lò chiên không dầu. Rồi mời cả nhà ăn món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày. Ok.